Rồi chào các khán giả của Sài Gòn Daily. Hôm nay thì Thiện lại ghé thăm nhà của cô Ba nè. Tại hôm qua là Thiện có ghi, Thiện có làm cái clip á, là nói là bữa nay là cô Ba sẽ ghé thăm mấy bạn thi khác. Thì bữa nay cái kế hoạch nó đã bị cancel rồi. Thì Thiện ghé Thiện hỏi có thể như thế nào. Chào cô Ba. Dạ chào anh. Bữa nay là bán tiếp bình thường hả? Dạ. Tại vì mùa dịch đó, cái cũng có nhiều cô chú anh chị nè, em cũng tính lâu rồi, em cũng định là đi qua thăm mấy chị thi đó. Tại vì mấy chị thi ghé đến thăm em, rồi hỏi em, thì có qua có lại. Rồi nên mình muốn dùng nguyên một ngày nghỉ của mình để đi thăm mấy chị thi. Để thăm mấy chị thi, để thăm mấy chị thi rồi muốn dùng ít trái cây để gửi đến cho chị thi. Mà bây giờ thì trong thời gian dịch bệnh nặng nên cô chú anh chị khuyên em là không có cho em đi, nên không đi. Mình đi thì nó không có hay. Như là mình cứ đợi nó bớt bớt xuống mình đi cũng đâu có sao đâu hả? Dạ. Tại vì cô mấy anh chị như là chị Cát Thi, Đi Thi, bé hai bé ba, Vũ Tu Phương đi qua thăm em hết rồi, em chưa có đi qua lại á. Chị Cát Thi chưa qua nhưng mà có Ti Thi. Em muốn đi qua thăm mấy chị, qua bên bệnh em thăm mấy chị để như là thăm mấy chị đó, để mình cùng thương mến nhau, cũng cộng đồng LGBT đó, cũng chị em với nhau đi lại thăm hỏi. Nên mình muốn dùng cái thời gian của mình nghỉ chọn một ngày thì mình qua bên bệnh mình để mình giao lưu tiếp với mấy chị, để cùng vui với mấy chị. Mỗi chị vậy là mình dành ra 20 phút gì đó. Rồi mình hỏi thăm về tình hình bán buôn mấy chị như thế nào rồi đúng không? Dạ, sức khỏe của mấy chị. Em muốn qua bệnh em hỏi thăm mấy chị, chơi với mấy chị vậy đó. Cái nên bây giờ dịch bệnh như vậy rồi, xin mấy chị thông cảm cho em. Mấy chị thông cảm cho em, tại vì em nói đi mà, nhưng mà tại vì có cô chú anh chị cũng đồng hành cùng em, ngăn em lại không cho em đi. Cái đó là tốt cho em, cô chú muốn tốt cho em và tốt cho chị hai, nên cô chú ngăn em lại. Xin mấy chị thông cảm cho em và cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã khuyên em. Em cũng nghĩ là như vậy. Trong mùa dịch này mình đi rất là khó khăn, nên bây giờ mình hứa với anh chị, hứa với mấy chị rồi mà mình không đi qua thì thấy nó sao. Em sợ cộng đồng mạng, sợ cô chú anh chị vợ trách em, nên em xin cô chú anh chị thương em, bỏ qua cho em. Không sao đâu, mọi người cũng hiểu mà. Với hiểu cho em nó, mọi người cũng hiểu là bây giờ dịch bệnh đang căng thì cũng khó. Dạ. Bữa nay là ngày 15. Không có chơi là ngày 4 tay hả? Dạ, trên ngày 4. Ủa gì sắp tới sẽ nhược em rồi đó hả? Dạ. Ngày 8 tay đúng không? Dạ, ngày 8 tay. Là bữa đó có tính làm gì không hay sao? Dạ, bữa đó em như là em không có làm gì nhiều, mỗi anh YouTube với cái lại ăn, mỗi anh YouTube lại quay á, cái em lấy đồ ăn cho mấy anh YouTube ăn, rồi mấy anh YouTube lại chơi á. Mấy anh lại chơi, cái em lại quay em đó, cái em lấy ra cho mấy anh ăn, rồi có thêm một quà cho mấy anh nữa. Ủa gì nữa hả? Dạ. Vậy thì bữa đó là ai tới là nhớ là đăng ký comment bên dưới nha, để Tây Thi chuẩn bị kìa. Tây Thi chuẩn bị cho nó đầy đủ chứ, có người không kỳ. Dạ. Rồi anh kêu gọi mọi người đó vừa là tới chung vui sinh nhật với Tây Thi thì nhắn ký bên dưới nha. Phần quà của anh Tư gửi đó. Rồi chưa giờ có tổ chức sinh nhật lần nào chưa? Dạ, xưa giờ em đã là em làm được một lần sinh nhật á, ở dưới quê á.
em làm được một lần. Hồi đó dưới quê em làm chú quán điểm đó, cũng sinh nhật em làm một lần, cũng có chị Liễu chỉ làm cho em à. Chị chủ quán chỉ làm cho em. Là coi như là mấy chục năm rồi là chỉ có tổ chức một lần sinh nhật vậy thôi đó hả? Dạ, yeah, một lần. Không, vậy thì cũng được rồi, mấy anh chị tới chung vui với lại em thì cũng đâu có bài vẽ gì nhiều đâu đúng không? Dạ không, mấy anh chị đấy cái bắt đầu em làm cho mấy anh chị ăn rồi em gửi cho mấy anh chị mấy anh chị vậy là một phần trái cây nhỏ với mấy trái cây vậy đó. À. Tại bữa dạ, đó là khách dạ, hàng sao? Cây. Khách hàng thì em gửi cho mấy anh mấy chị nếu mà có nếu mà có bông búp sen á thì em gửi cho cô chú anh chị, nếu không có thì em gửi khoai lang cho cô chú anh chị, hoặc là em gửi khoai lang với búp sen cho mấy anh chị đi lại mua bắp rồi đi lại ăn bắp rồi em gửi tặng cho cô chú anh chị luôn. Là bữa đó là khách hàng tới là cũng được giống như là đó. Em chúc cô chú anh chị như là một cái búp sen hoa nở vậy đó. Quan sự được may mắn. Vậy đó hả? Dạ. Năm nay là năm sinh nhật mới của em nè, có nhiều cái mơ ước gì mới trong công việc của em không, hay là trong cuộc sống gì không? Dạ, mơ ước trong cuộc sống của em á là em luôn luôn suy nghĩ mình sẽ bán được và sẽ suy nghĩ mình sẽ được mình bán được hoặc được nhiều mình muốn được nhiều cô chú anh chị như là cô chú anh chị thương em 6 đi còn 4 đi, em muốn em mơ ước em sẽ được 4 cô chú anh chị đó sẽ cùng thương em, hoặc là 3 thêm cô chú anh chị là như là 3 đi cũng là 9 phần cô chú anh chị thương em để đến ủng hộ giúp cho súp cua và bắp nướng ủng hộ cho hai chị em của em. Em mơ ước nhiều đó. Em mơ ước là em sẽ có tiền, em gán bán để có tiền, em để tích lũy tiền cùng như cô chú anh chị lại cùng mua ủng hộ giúp em đó. Là như lại mấy anh quay đó, giống như là hùng hước với em để em được tích lũy tiền và tích lũy được để dành em để em đi từ thiện hoặc là làm thiện nguyện á. Tới tháng 7 này nè em đi làm công việc thiện nguyện là mình đi đi phát gạo giống như bữa hổm á anh. Giống như phát gạo 500 phần gì đó. Nên em nhận chỉ có 200 phần thôi. Nên em muốn là cô chú anh chị cùng thương mấy đứa em. Mà dù một hộp bắp quà, dù một hộp súp cua nó không có bao nhiêu tiền, cô chú anh chị ở xa, trời mưa, trời gió, trời nắng, nó gì trời mưa gió anh chị cũng dẫn đến ủng hộ cho mấy chị em của em. Và cũng đồng thời cũng giúp cho mấy chị em khác để vươn lên trong cuộc sống hiện tại. Thôi rồi, được rồi, vậy thôi làm tiếp công việc đi ha. Anh tới hỏi thăm tí xíu thôi rồi ví dụ như bữa nào sắp xếp được thì mình lại thông báo lại. Để hôm nào em sắp xếp được trong thời gian thì em sẽ đi thăm các cô thi, thì mấy chị thi thì em sẽ đi ba thông báo lại cho cô chú anh chị cùng vui với em. Sẽ đi đến cùng vui với mấy đứa em. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cô chú anh chị xem video và đăng ký video giúp cho em. Rồi, thôi cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn rồi. Sài Gòn Anh Ly nha. Chào cô chú anh chị ở khán giả của Sài Gòn Anh Ly. Chào cô chú anh chị rất là nhiều gần xa. Rồi, cảm ơn em.